Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta trở lại kênh Mr. Longlin Lester. Trong cái video này thì thầy sẽ giúp các bạn giải một cái đề thi liên quan đến cái phần luyện nghe của chúng ta đó các bạn. Thế thì cái phần luyện nghe của chúng ta là cái đề thi học kỳ 1 của chúng ta thì có phần nói và phần nghe, cũng như là phần ngữ pháp và phần luyện đọc. Thì trong video này chúng ta sẽ được giải một cái đề liên quan đến phần nghe. Vậy thì cái phần nghe của chúng ta ngày hôm nay là hai cái phần câu hỏi. Phần câu hỏi thứ nhất là khi chúng ta nghe một cái bài hội thoại giữa hai người đó, tí nữa thầy chỉ cái tên hai người đó luôn, thì các bạn chọn câu nào đúng, câu nào sai. Câu nào đúng là chọn T, câu nào sai là chọn F. Đây có 5 câu này các bạn nha. Trước khi các bạn vào làm thầy giúp các bạn hiểu được cái câu từng câu này để các bạn dễ làm nha. Câu 1 là cái bạn Andrea này không thể chờ đợi hơn nữa cho cái chuyến bay của cô ta. Có nghĩa là cô ta rất là háo hức, cô ta rất là mong đợi chuyến bay của cô ta đó. Thế thì cái chuyến bay đó thì đúng hay sai nha? Thì nếu đúng chúng ta chọn bên này, nếu sai chúng ta chọn bên này. Câu 2 này, bạn Paul thì rất là phấn khích về cái việc đi về nhà. Đó, trở về nhà, đúng hay sai? Câu thứ 3, nhà của bạn Paul là cách 280 km từ cái nơi mà họ đang nói chuyện đó. Họ đang nói chuyện đó. Hiện tại nè, đó họ đang nói chuyện thì cái nhà của bạn Paul này cách cái nơi đó 280 km. Câu số 4, có nhiều đứa trẻ trong gia đình của Andrea hơn là trong gia đình của Paul. Thế gia đình ai nhiều hơn? Chúng ta chọn nha. Và cuối cùng, gia đình của bạn Andrea thì khi nào thì quay quần bên nhau, tập hợp về với nhau á, và họ thường đi ra ngồi ăn tối. Có đúng hay sai các bạn ha? Rồi, xin lỗi các bạn, cái này không phải là câu hỏi mà câu khẳng định. Là khi gia đình của bạn Andrea này gặp nhau thì họ thường ra ngồi ăn tối. Đúng hay sai? Thì các bạn chọn ha, để tí nữa thầy giúp các bạn trả lời. Đó là cái phần thứ nhất. Bây giờ cái phần thứ hai là liên quan đến là chúng ta chọn những cái sự khác biệt giữa gia đình của Paul và gia đình của Andrea. Đó, Paul này, Andrea này. Cái chúng ta xem câu thứ một, đây là cái phần giải của thầy các bạn nha. Thầy lẽ ra là thầy chưa đưa cho các bạn xem cái phần giải, do đó là thôi thầy lỡ để cho các bạn xem phần giải rồi, thì tí nữa các bạn nghe rồi các bạn đối chiếu với cái phần giải thì đúng hay sai các bạn nha. Quan trọng là cái phần 1 này các bạn nghe các bạn hiểu rồi thì sang phần 2 thì các bạn sẽ làm rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Rồi tí nữa mình sẽ cho các bạn xem đáp án thì các bạn sẽ thấy, xem cái script, xem cái đoạn hội thoại đó các bạn nha. Rồi bây giờ mời các bạn nghe lần thứ nhất, chưa có đáp án, chưa có hội thoại, chưa có cái lời hội thoại, và lần thứ hai sẽ cho các bạn xem lời hội thoại. So Andrea, you're going home for the holiday? I am. I've booked a flight for tomorrow afternoon and I can't wait. That sounds great. What about you? Going home too? I haven't decided yet. I'm still considering. Haven't decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now, I'm sure. It's the holiday season, after all. Well, it's not very important to me. My family lives about 180 kilometers from here. I usually take the train or the coach. You don't sound excited about it. Well, we are not really a very close-knit family. I have 3 brothers, and they've spread out all over the place. We rarely get together as a family anymore. Well, I try to get home as soon as possible. We're a big family. There are 6 of us, children. So it's always a lot of fun. 6 kids? Yes, and we're all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holidays. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That's also fun. Well, at my home, my mother loves to cook. So when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers for days. Rồi, đó là các bạn nghe lần thứ nhất. Bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ hai, xem đáp án rồi mình giúp các bạn hiểu luôn. Và chúng ta sẽ trả lời. Đây, đáp án của các bạn đây rồi. So, Andrea, you're going home for the holiday? I am. I've booked a flight for tomorrow afternoon and I can't wait. That sounds great. What about you? Going home too? I haven't decided yet. I'm still considering.
Haven't decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now, I'm sure. It's the holiday season, after all. Well, it's not very important to me. My family lives about 180 kilometers from here. I usually take the train or the coach. You don't sound excited about it. Well, we are not really a very close-knit family. I have three brothers, and they've spread out all over the place. We rarely get together as a family anymore. Well, I try to get home as soon as possible. We're a big family. There are six of us, children. So it's always a lot of fun. Six kids? Yes, and we're all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holidays. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That's also fun. Well, at my home, my mother loves to cook. So when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers for days. Rồi, như vậy là các bạn đã nghe được toàn bộ cái bài hội thoại này và đã có script cho các bạn rồi. Bây giờ thầy giúp các bạn hiểu đoạn hội thoại này thì các bạn sẽ có trả lời đúng thôi. Đây là cái đoạn hội thoại giữa bạn Paul và bạn Andrea. Bạn Paul là viết tắt là P, bạn Andrea là A. Vậy Andrea, bạn sẽ về nhà vào ngày nghỉ chứ, kỳ nghỉ này chứ? Tôi chắc chắn là về rồi. Tôi đã đặt một chuyến bay vào buổi chiều ngày mai và tôi không thể chờ đợi hơn được nữa. Bạn Paul này, điều đó nghe thật là tuyệt vời. Thế bạn Andrea hỏi, thế còn bạn thì sao Paul, bạn cũng về nhà chứ? Cái bạn Paul trả lời, tôi vẫn chưa quyết định. Tôi vẫn đang cân nhắc này, tôi vẫn đang suy xét cân nhắc này. Bạn vẫn chưa quyết định à? Bạn sẽ chẳng bao giờ đi được chuyến bay nào ra khỏi đây cả. Bởi vì sao? Tất cả các số ghế đã được có chỗ hết rồi. Đến bây giờ tôi chắc là như vậy. Đến bây giờ là tất cả các số ghế trên máy bay đã có chỗ hết rồi. Và bạn sẽ rất khó, bạn sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi đây. Ý là thế các bạn ha. Và bởi vì đó là ngày nghỉ mà, mùa kỳ nghỉ này đó. Cái holiday season là mùa kỳ nghỉ đó các bạn ha. Thế thì bạn Paul trả lời, điều đó thì không quá quan trọng với tôi lắm. Gia đình của tôi sống cách, tôi là 180, gia đình của tôi á sống cách ở đây này, từ đây này là 180 km. Và tôi thường đi tàu hoặc là đi xe khách đường dài đó các bạn. Thế bạn, cái bạn Andre nói này, có vẻ bạn nghe có vẻ là bạn không có phấn khích gì về cái việc này cả đó. Cái việc về quê các bạn có vẻ không mặn mà, không phấn khích gì cả. Cái bạn Paul trả lời, wow, chúng tôi thì sao các bạn, không thực sự là một gia đình khăng khít đó. Có nghĩa là anh em ít giao lưu, ít gắn bó đó các bạn, mỗi người sống một nơi đó. Chúng tôi thực sự không phải là một cái gia đình khăng khít gắn bó. Tôi có ba người anh trai và họ đã sống lan tràn lan á các bạn, khắp nơi, có nghĩa là sống rải rác khắp nơi, giống như ở Việt Nam ba người con, một người sống Sài Gòn, người sống Hà Nội, người sống Đà Nẵng, kiểu như vậy đó các bạn ha. Và chúng tôi rất là hiếm khi quay quần lại với nhau khi như một gia đình đó. Dù sao nữa thì chúng tôi rất là hiếm khi. Thế thì bạn Andre thì sao? Tôi thì sao? Tôi thì cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Và chúng tôi là một gia đình lớn, chúng tôi có sáu người con trong số chúng tôi, vì vậy là luôn luôn có nhiều niềm vui. Sáu người con cơ à? Vâng, và tất cả chúng tôi đều thật sự là gần gũi đó, hai gia đình khác biệt hoàn toàn đúng không? Những người anh trai của tôi thì sao, đã kết hôn rồi, vì vậy thì sao, sẽ tạo nên một cái số lượng người đông đúc các bạn khi ở nhà đó, có nghĩa là đã lập gia đình là con cháu về nhà sẽ rất là đông đúc vào những cái kỳ nghỉ. Và sao, có quá nhiều người để nấu ăn, vì vậy cuối cùng sao, chúng tôi đã quyết định đi ra ngoài để ăn tối rất là nhiều. Điều đó cũng sao các bạn, cũng rất là thú vị, rất là vui. Cái bạn Paul nói sao, tại nhà của tôi ấy, thì mẹ của tôi thì rất là yêu thích nấu ăn, vì vậy khi chúng tôi về đến nhà thì cô ta thường nấu những cái bữa ăn rất là nhiều và chúng tôi để thừa đồ ăn cho đến nhiều ngày hôm sau. Như vậy là cái đoạn hội thoại rất là đơn giản, rất là dễ hiểu đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu này rất đơn giản thôi. Ví dụ này, bạn Andre rất là
không thể chờ đợi để chuyến bay, có là rất là háo hức đó. Chính xác, đúng không? Rất là muốn nóng lòng để bay về nhà đó. Bạn Paul thì rất là phấn khích về cái việc về nhà. Hoàn toàn sai, đúng không? Trong bài là bạn Paul là không quan trọng, không quan trọng, về cũng được, không về được, không quan trọng. Nhà của bạn Paul cách 280 km từ cái nơi mà họ đang ở bây giờ này. 180 đúng không? Không phải 200 đúng không? Thì sai, đúng không? Sai. Rồi câu số 4 này. Có nhà của bạn Andre thì nhiều đứa trẻ hơn nhà của bạn Paul. Chính xác, đúng không? À, 6 đứa mà, nhà bạn Paul có 3, là nhà 6 luôn. Và khi gia đình của bạn Andre là tu tập lại với nhau hợp thì họ thường đi ra ngoài ăn tối. Chính xác, đúng luôn. Vậy thì bài này là 3 câu đúng và 2 câu sai các bạn ha. Rồi thì bây giờ sang cái phần 2, khi chúng ta được dịch rồi á thì chúng ta sẽ trả lời rất là dễ này. Cái sự khác biệt này, gia đình của Paul á, những thành viên trong gia đình của anh ta, của Paul này, thì sao? Không quá khăng khít, đúng không? Đó, thì trong khi đó là sao các bạn? Thì gia đình của anh ta sống sao? Anh ta sống trong một gia đình. Đây. Đây các bạn nha. Cái chỗ này thì chúng ta thầy giải thích chỗ này. Cái chỗ này là she chứ không phải là he các bạn nha. Thầy xin lỗi nha. She là cô ta đó, là bạn Andrea. Thì bạn Alice Andrea sống trong một gia đình rất là gần gũi, đúng không nào? Rất là khăng khít. Đó thì đúng chứ, thầy in thiếu chữ hết nha. Rồi, gia đình thường có bữa ăn lớn và mẹ sao nấu ăn. Đây là gia đình của Paul, đúng không? Gia đình của Paul. Và cuối cùng, gia đình thường đi ra ngồi ăn tối khi họ quay quần với nhau, thì đây là gia đình của Andre. Các bạn thấy cái sự khác biệt không? Ví dụ này, gia đình của Paul thì các thành viên thì không quá khăng khít, thì trong khi đó gia đình của cô ta thì sao? Của bạn Andre đấy thì là khăng khít. Hai cái này là hai cái sự khác biệt nha, của hai gia đình đó. Tương tự đây như thế. Khi gặp nhau thì hai gia đình này, gia đình của Paul thì sao? Có mẹ nấu ăn rất là nhiều, đúng không? Trong khi gia đình của Andre thì đi ra ngoài. Đó, ra ngoài để ăn tối. Đó, hai cái sự khác biệt đó. Một sự khác biệt là về sự khăng khít gia đình. Hai là sự khác biệt là nấu ăn cho khi các thành viên gặp nhau. Đó, chỉ có hai sự khác biệt này thôi. Của hai gia đình của bạn Paul và bạn Andre. Và cái phần luyện nghe, cái phần thi liên quan phần nghe chúng ta cũng đã kết thúc. Và hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo của Mr. Long Linh. Và thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta sẽ đón nhận những cái phần thi khác nhau nữa các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.